dịch này đúng là đời người chứ phải ra được cơ hội. Có những bệnh nhân ở các nơi khác thì các tuyến người ta liên hệ mình là cần hỗ trợ, thì một chút sau họ báo lại là bệnh nhân đã mất. Không quên được cái ánh mắt của họ, và cũng không quên được những cái giây phút của họ. Có những cái tin nhắn giống như là bác cứu mẹ con với thằng này kia, đấy là những cái mà thực sự làm cho mình rất là ám ảnh.